Tính đến hôm nay, các đơn vị của quân khu 9 đã tiếp nhận cách ly tập trung hơn 1.000 công dân Việt Nam lao động học tập từ các quốc gia có dịch COVID-19 về nước. Riêng tại trường quân sự quân khu 9, tối qua đã bắt đầu tiếp nhận 275 người. Hoàn thành công tác tiếp nhận ngay trong đêm qua, sáng nay, Sở Y tế thành phố Cần Thơ phối hợp với lực lượng quân y, trường quân sự quân khu 9 tổ chức đo kiểm tra lại thân nhiệt cho 275 công dân Việt Nam trở về từ các nước có dịch COVID-19. Qua kiểm tra ban đầu, tình trạng sức khỏe của các công dân đều tốt, không có các triệu chứng bệnh. Trong đó, có 44 công dân về từ tâm dịch Daegu được cách ly ở khu vực riêng. Ngày 2 lần, sáng 7 giờ, chiều 17 giờ, có bộ phận quân y đi đo thân nhiệt, kiểm tra, hỏi thăm sức khỏe coi có các triệu chứng ho, sốt, tiêu chảy hoặc các triệu chứng gì khác. Ngoài các triệu chứng trên thì vẫn cho thuốc bình thường, những triệu chứng có sốt, ho thì chúng tôi tiếp tục theo dõi tiếp tục và khi mà có những tình huống và xấu lên thì sẽ điện báo kết hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Đội Y học Dự phòng Quân khu, Bệnh viện 120, Bệnh viện 121. Để đảm bảo điều kiện vệ sinh y tế, Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức phun xịt khử trùng khuôn viên trường, khu cách ly tập trung trước và ngay sau khi tiếp nhận công dân. Các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày, khẩu trang cũng được cấp phát đầy đủ. Được chăm lo chu đáo và kiểm tra sức khỏe mỗi ngày nên các công dân đều yên tâm cách ly. Đối với sự quan tâm của nhà nước rồi đối với những chú bộ đội cũng quan tâm đến bọn em. Nên là về cái việc cách ly đó rất là tốt với mình á. Đầu tiên, cái việc đầu tiên tốt đó là chính bản thân mình. Sau đấy là những người xung quanh và gia đình của mình á. Nên là mình rất là yên tâm khi thực hiện việc cách ly này. Dự kiến, Trường Quân sự Quân khu 9 sẽ đảm bảo tiếp nhận 1.800 công dân. Để đảm bảo đời sống tinh thần cho người dân, nhà trường cũng chủ động lắp đặt hệ thống Wi-Fi, TV, truyền thanh nội bộ, báo giấy tại khu cách ly tập trung để phục vụ nhu cầu cung cấp thông tin cho người dân.